thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo hướng dẫn tại Nghị định 49 của Chính phủ, kể từ hôm nay 15 tháng 4, các nhà mạng chính thức khóa liên lạc hai chiều với những thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin. Cả nước hiện có khoảng 1,2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa theo quy định đã bị khóa một chiều từ ngày 31 tháng 3. Sau thời điểm bị khóa thuê bao hai chiều, người dùng sẽ không thể tự thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao qua website hay ứng dụng của nhà mạng. Các nhà mạng khuyến cáo khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao cần sớm đến các điểm giao dịch để thực hiện bổ sung, cập nhật trước thời điểm bị thu hồi về kho số vào ngày 15 tháng 5 tới. Để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông tin, người dùng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, hộ chiếu khi đến thực hiện giao dịch.